Thôi sắp này trở về nha, mình đang trên chiếc trà ly nha. Nó trong mình, ẩm thực miền Nam nó trong nè. Giờ mình lấy đồ thấy rồi, giờ mình di chuyển đi, mình còn mua mấy cái đồ lặt vặt. Mua xong hết rồi, bỏ bị hết rồi. Chắc này chỉ còn rút về thôi, chắc này đạp không biết nó chạy hay không nên là nha. Ô, còn số. Quên cái vụ mà trả số nè. Đó, rồi. Cái xe này còn số là đạp không được, đạp nó nhảy chiếc xe tới. Đó. Vô số 1, số 2, chạy. Ba. Nó cái máy lên xíu ta. Thì gắn cái máy lên xe rồi đó rồi. Rồi bích đường luôn. Bây giờ gắn cái máy lên xe thôi nha. Rồi. Nó cái móc ra. Cái móc nè. Gắn cái máy lên. Thank you.
Ơi, giấc này mình trở về nha, trở về ngôi nhà bé bé xinh xinh của mình. Mấy cái đồ lặt vặt bỏ trong túi thôi, còn mấy cái đồ này là đồ ngoài thân. Cái này là cái búa, cái này là cái hút che nắng của cái ống kính máy ảnh, còn cái này là cái bọc cá chị ba mình chỉ gửi cho mấy đứa nhỏ ăn á. Rồi mình thấy vậy chứ cũng có nhà tài trợ đó. Nuôi mấy đứa nhỏ cơ nhỏ đó, có người tài trợ cái lòng hảo tâm. Thôi về. Ở đây là bao lưới, đầu lưới ông thợ giăng lưới nè. Rồi cái này là cái tàu người ta dưới sông. Về nha. Cỡ này bắt đầu có cá lên đồng đó cô á, thành ra cỡ này có thể là giăng câu giăng lưới đặt lờ đặt lợp. Ngày xưa là mình cũng đủ nghề hết đó, nhưng biết cái thời điểm này là cá lên đồng nè, tháng 7 nước nhảy lên bờ, hoặc là tháng 7 cá nhảy lên bờ nó đi kiếm đường nó đẻ cô á, hoặc là nước nhảy lên bờ có nghĩa là tháng 7 là bắt đầu mùa nước lên nước nổi á, có hai cái nghĩa đó mà mình không biết cái nào là đúng à. Mà mình thấy cái nào nó cũng có ý nghĩa hết. Cái này là bắt đầu là có cá linh non đó, nếu như đúng ngày xưa của ớt là có cá linh non nhỏ rồi đó, là nó lên đồng á. Ngày xưa là người ta thường hay đặt vớn này kia rồi đó, kéo lưới rồi đó, để bắt cá linh non mà kho mắm này kia, nấu lẩu rồi đó ở quê đó, hoặc là nấu canh chua với bông điên điển rồi đó, cá linh rồi đó cô á. Cái đó là ký ức ngày xưa thôi, còn bây giờ kiếm mấy con cá, kiếm con gà nữa bây giờ hiếm lắm rồi. Thank you.
rất là buổi chiều đó, khoảng 4 giờ mấy 5 giờ. Để tranh thủ về làm tiếp là buổi sáng của mình là mình đã nẹp mấy cái khoai mì. Cái lịch buổi chiều này là mình sẽ nẹp mấy cây mía. Thì buổi sáng mình có quay đoạn phim đó, buổi chiều này sẵn mình quay một đoạn nữa để cho có phim. Mấy cái phim này thì dễ làm lắm cô á. Mấy cái phim này nó thiệt là mình không có cần xử lý cắt ghép hoặc là chỉnh sửa gì hết. Bắt đầu đưa lên máy tính cho mình ghép đoạn đó là xong. Là mấy cái đoạn nào mà giả sử như nó dài dòng quá thì mình cắt bỏ bớt thôi, chứ khỏi cần chỉnh sửa hết. Còn mấy cái phim mà chính thức, cái phim đi Phú Quốc này kia phải dò kỹ từng chút, nó chẳng ai lắm. Còn mấy cái phim này dễ làm lắm. Ông hàng xóm của mình bên này cũng định lên vườn luôn đó cô bác ơi. Ở đây mình có khoảng 3 công bên này nữa nè. Cái đợt của hổng định lên vườn cái miếng đất này luôn nè, miếng đất trước cửa mình nè. Mà tính tới tính lui có miếng vườn bên này không mà bằng cỏ gần chết luôn, mà không biết trồng cái gì nữa, bây giờ lên miếng vườn nữa rồi bỏ. Úi dồi ôi nó nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ 2 với con mèo nữa là 7. Với con rồng nữa là 8. Có thấy là con đốm nó cũng mừng mình đó đó nha. Tuy mà nó không cho mình xào nó, chứ nó cũng xuống nó mừng ké nó đó, con đốm đó. Cái này thì nó mừng rồi. Rồi, giờ lên nè. Đang quay làm việc này kia nữa là mình được bộ phim nữa. Họ mấy cái phim này nhiều khi nó thiệt cô bác fan ruột thích xem hơn mấy cái phim kia nữa. Còn mấy cái phim kia mà cái dạng thương mại cô bác ơi. Còn mấy cái phim này nó mới quê mùa, nó mới thật sự nè. Cái phim kia nó hơi thương mại à, thành ra là nó cũng không có được thiệt tình cho lắm. Có nghĩa là có những cái chi tiết của mình phải tế nhị cô bác ơi. Tại mình đi mấy cái điểm này điểm kia, điểm du lịch là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình đi theo đoàn đó, thì có nhiều cái mà mình cũng phải tế nhị này kia, nó cũng nhiều khi nó nó thăng bắt do kỹ không có. Còn cái này thôi, cái này có ơn mình à. Cái gì cũng mình chịu trách nhiệm không sao. Còn kia liên quan tới người ta rồi nó lu bu. Còn cái này quay gì nó khỏe lắm nè. Quay chứ là có rồi. Mà khỏi xử lý khí móc gì chứ. Rồi giờ đâu đỡ để đi rồi hồi cạo lên chắc này với phim rồi tối giờ cạo lên nấu gì cho cô bác. Có bữa cũng quên luôn, bỏ qua bữa sau xuống coi úi trời cái sườn của mình chưa cạo lên. Quên hậu già cá nhiều khi cũng quên. Rồi vậy chứ cái nào mình để tâm là khó quên đúng không cô bác, mà cái nào mà mình cái dạng mà không có cần thiết để mà mình để tâm với thì nó quên. Còn cái nào mà mình cố tình nhớ là mình nhớ cũng dai lắm. Rồi. Này lên này. Tay xách cái bọc này. Tay xách đồ. Bữa nay mua mấy cái đồ lặt vặt kia. Để sẵn ẩm thực miền Nam lấy đồ này luôn. Chút mở cô bác xem. Chủ yếu là lấy cái hút. Thôi mừng quá mừng ha. Mà tội nghiệp tụi nhỏ mình mà bây giờ mình không có cái thái độ gì trơn là mình không phải với tụi nó nữa. Mình không mừng. Ê nhỏ. Gấu đâu rồi, gấu. Gấu. Nó chạy đi bắt chuột hả? Ở đây 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 đây. Rồi nó hoang nhỏ không có chạy đi bắt chuột nha. Quá mừng nè. Rồi. Được chưa? Hết mừng chưa? Rồi. Bị cắn lỗ tai nó hoài. Cọ xe ô che nắng nè cô ạ. À, hết biết không, để mình xây một vòng trước ngôi nhà bé bé xinh xinh của mình, xung quanh là cây trái tầm chân ha, cây trái không mít xoài mận cây cọ vú sữa me dâu dừa bơ bê đê. Thôi cái này đi vô nè, như cái bơ bê đê cái hết hàm rồi. Mấy cái này là đồ ấy thôi không sao, mình đi vô nè. Cái bọc này cho mấy đứa nè. Họ cô bác dẹp con rồng nè, nó ngủ nó xuôi tay xuôi chân vậy nè nha.
để mình xem lên coi xem nè. Nó ngủ là nó xuôi tay xuôi chân vậy đó. Nó ngủ là nó xuôi tay xuôi chân vậy. Đồ ăn bữa nay còn nè. Nó đẩy cái chậu nước lên kia rồi. Đó, coi bác thấy nha. Xuôi tay xuôi chân vậy đó. Ngủ như cái xác chết. Hai gấu, thằng gấu nó cười kìa, gấu nó cười khinh bỉ gấu. Gấu nó cười khinh bỉ thằng mèo. Phía trước nè, tới nè, thấy đông vui không? Nít nôi nhóc hết trơn. Hòa quá hòa của cô cỡ này, hòa quá buổi sáng ha. Nhìn thấy một cái nó tím cả chiều hoang luôn rồi, thêm mấy cái hoa này nữa nó đẹp lắm. Còn buổi chiều thì mấy cái hoa tím nó rụng hết à. Thành ra cô ấy thấy nó bình thường, nhưng mà thực sự cái buổi sáng nó đẹp lắm. Hoa tím hết rồi. Mình đi vô nhà kia. Lọt vô thằng. Lọt vô sổ nó vô. Sao ham chơi mà vô đây rồi sao chơi được? Chạy ra đi con, chạy ra chơi với mực đi. Đó, ao. Con này đi dụ dỗ nữa. Tôi thấy mình đi tới đâu là phật phật tới đó nha. Càng cảm ứng nha. Ok. Đây. Tại đây có cái đèn. Ừ, review cô bác xem. Đây, còn cái bếp mới của mình nè, mới mua nè. Ừ, tại cái bếp kia nó phật quá cô bác ơi. Sợ bữa nào nó nổ cái đùng cái chết queo. Bật lên nó cháy á cô bác, nhưng mà cái kiểu mà nó nghẹt ra đó, nó qua không được á cô bác. Đang đốt khoảng chừng 5 phút đi. Cái tự nhiên nó làm cái phật lên cái gì. Đang đốt khoảng 5 phút nó làm cái phật lên cái. Nó nghẹt ra cái kiểu mà nó xì qua được đó. Nó phật cô bác. Nó phật. Cùi ra. Một nhãn hiệu cao cấp của Sennheiser. Sennheiser là cái hãng mà chuyên làm mấy cái đồ dùng nhà bếp đó. Cái hãng nó cũng có danh tiếng đó cô á. Nó vừa rẻ tiền mà nó vừa có chất lượng. Thật ra cái bếp này thì giá nó đang bán đó cô á, là khoảng 1,5 triệu. Nhưng mà mình mua thì có 750 rồi. Còn cái bếp này thì nó hiện tại đang bán ở điện máy xanh là 999 ngàn, có nghĩa là 1 triệu đó, đang bán luôn đó, giá hiện tại luôn đó. Nhưng mà mình mua thì có 790 thôi. Mình nhà nghèo mình tiết kiệm được nhiêu thì tiết kiệm, nhưng mà thấy cũng được. Cái này là bếp hồng ngoại có chứ không phải điện tử nha, tại vì mình tận dụng những cái nồi của mình đó cô á. Chứ ở đây thì mình có cái nồi từ luôn, nhưng mà mình tận dụng những cái nồi kia, có thể là mình nấu được bất cứ nồi nào. Thành ra mình xài cái bếp hồng ngoại. Chắc một số cô bác cũng chưa có gành về cái việc mà cái bếp hồng ngoại so với cái bếp từ là như thế nào. Nhưng mà cái chung của nó vẫn là xài điện của bác thôi. Mình gọi là bếp điện đi. Đó, mình gắn cái CB, mình chuyền cái dây điện ra đây ha. Gắn cái CB thì mỗi khi xài mình chỉ cần bật CB lên là xong. Đó, tắt thì mình gạt cái CB xuống là mình tắt. Đơn giản như vậy mà nó an toàn. Cái CB nó có chập điện hay gì thì nó cũng nhảy, thành ra nó cũng an toàn. Gắn cái CB này nữa quá. Chứ cái kiểu mà mình thấy có vài cô bác đó, cái này là mình lo nhà cô bác mình thấy á. Rồi mỗi lần nấu cái đút cái chui điện vô cái ổ, mỗi lần nấu rút cái chui điện vô ổ gì thì nó nguy hiểm cơ á. Tại vì mình thời gian lâu ngày á, là cái chui điện của mình rút ra rút vô hoài đó, thì nó sẽ hở cái ổ điện của á, thì nó sẽ lỏng lẻo. Mà nó lỏng lẻo á, cái này cái công suất nó tới 2000W nữa, mà nó giả sử đi thì cô bác đốt khoảng 1500 gì đó, giả sử công suất nó rất là lớn luôn, thì thành ra là nó nuốt điện dữ lắm. Mà khi mà điện nó qua không đủ thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng phóng lửa, nó chập và nó sẽ nóng lên. Nó nóng lên là bắt đầu là nó sẽ cháy. Nó cháy nó gã mũ rồi. Hai cái mối điện này nó mềm đó cô á, nó cháy vỏ đó, nó mềm nhũng cái vỏ, cả hai cái ruột nó cạ nhau là nó sẽ phát sinh ra dòng điện rồi nó cháy luôn nhà của đó cô bác luôn.
Quát tưởng tượng là nếu như mắc công suất của nó là 2.000 W đi, 2.000 W mà quát tưởng tượng là có bóng đèn chà bá nè, bóng đèn là 30 W, 30 W mà cái này 3.000 W, quát thử tưởng tượng coi bao nhiêu. Cái này nó nuốt một lần, ví dụ như là một chục bóng đèn thì mới có 300 W thôi, 100 bóng đèn thì 3.000 W phải không, mà cái này 2.000 W thì cô bác thử tưởng tượng là nó bằng 70 mấy cái bóng đèn phải không, nó đốt lên một lần là gần 70 mấy cái bóng đèn 30 W này. Còn 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 cái bóng đèn bình thường nó có thì có 9 W, bóng bóng đèn thông dụng bình thường của mình có khoảng 9 W thôi đó, mà trong khi á, cái đèn của mình ở đây mình quất cái đèn bự này để quay phim để cho nó sáng đó, có đó, ở ngoài sáng dữ lắm nha, đèn 30 W của bác, mua thử bóng đèn 30 W của bác câu ở nhà là sẽ thấy nó sáng, mà cái này nó tới 2.000 W thì có thử tưởng tượng nó một lần là đốt gần cả ngàn cả trăm cái bóng đèn, rồi cái công suất của bác thấy khủng khiếp không. Thì còn bây giờ quay lại cái bếp điện từ với cái bếp phòng ngoài á, rồi mình sẵn mình chia sẻ, tại vì mình thì cũng tìm hiểu thôi chứ thật ra mình cũng không biết thì ai cũng là không biết rồi, biết nghe cho mình, thực ra mình cũng không biết nữa, nhưng mà cái gì mình biết chút đỉnh mình chia sẻ để cô bác mình biết chung, rồi cái nào cô bác mình biết cái cô bác chia sẻ ngược lại cái mình biết cái nhiều cái mình không biết quá. Ví dụ như đi mấy cái lần đầu đó cái cô bác nói ừ cái địa điểm đó là cái địa điểm đó đó đó, nó là gì vậy vậy đó, mình có biết trời chặn gì đâu, nhưng mà đi lần thứ hai cái mình biết rồi nhờ cô bác nói thì cái bếp này cũng vậy đó, nhiều cô bác đã biết rồi mà nhiều cô bác không biết là cái bếp điện từ nó khác với cái bếp điện hồng ngoại là như thế nào. Mình nói đơn giản thôi, cái bếp điện từ là nó xài được tất cả các loại bếp của bác, nó phát nhiệt ra, mình bây giờ mình để cái chảo nhôm này cũng nấu được, để cái nồi đất ở trong kia, cái nồi đất nó để lên đây cũng nấu được, còn cái nồi đáy từ cái nồi xịn này để vô nấu cũng được là chuyện bình thường, phải không cô á? Nói chung bất cứ cái gì cũng nấu được. Rồi mình lau cho sạch sẽ đi, rồi bắt đầu mình để thịt để cá hay gì lên đây mình nướng cũng được luôn, trực tiếp luôn. Đó, bếp hồng ngoại nha cô á, mình đang nói là bếp hồng ngoại đó, có nghĩa là bếp hồng ngoại sẽ xài được tất cả các loại nồi và có thể nướng trực tiếp lên bếp này luôn. Đó, nó giả sử vậy đó. Còn cái bếp điện từ thì bắt buộc cái nồi của cô bác phải là cái nồi từ, cái đáy từ nghe cô bác, như cái nồi này có đáy từ, cái nồi silit nè, nồi này nồi xịn nha, nồi này của Đức nghe cô bác à, bộ nồi 3 cái, 1 cái đang xài trong kia đây còn 2 cái, mấy cái nồi xịn như gì à, mấy cái nồi mà có đáy từ như vậy nè cô bác, thì mình mới xài được cái bếp điện từ, có nghĩa từ tính, nó có từ tính với nhau thì nó mới hút nhau, mà nói tưởng tượng giống như 500 vậy đó nó hút nhau. Còn bây giờ giả sử như 500 mà gặp với mũ là nó không hít nha cô bác, giả sử vậy thì cái bếp từ nếu như cô bác để cái nồi thường lên là nó không có nóng nóng nó mát lạnh ngay cả tay của bác gờ vô nó cũng lạnh nhất, nhưng mà nếu như là cái nồi có đáy từ thì để vô nó nóng nha, là phải nó với nó mới được. Thành ra cái bếp từ tuy là nó sẽ tiết kiệm điện hơn, tại vì nó hấp thu tự mà nó đâu có tỏa ra ở bên ngoài, còn cái này là nó làm nóng cái nhiệt độ, nó làm nóng cái bề mặt này nè, thành ra cái nào để lên thì nó cũng nóng được, chứ nó nung nóng bằng cái nhiệt độ mà, nó hình như là nó bằng cái bóng đèn halogen, hoặc là ở trong là có cái mâm đồng để tỏa nhiệt hay gì đó, lâu quá mình không nhớ. Nhưng mà nói chung là nó sẽ nung nóng cái bề mặt này, nó nung nóng cái bề mặt này, thì thành ra là cái bề mặt này khi mà nóng lên đó mình xào tay vô là phỏng chết rồi cô. Còn cái bếp điện từ kia có xào vô nó mát lạnh nhưng mà để cái nồi từ vô thì cái nồi từ nó lại nóng nó cũng có cái hay ha đó. Thì thành ra là cái bếp này nếu như nói độ nguy hiểm thì nó sẽ nguy hiểm hơn cô á, tại vì nó rất là nóng, nó nóng rất là lâu đó. Nhưng mà cái này nó sẽ tiện hơn, cô bác sẽ xài được bất cứ loại nào đó, nồi nào cũng để vô nấu được, chứ thành ra là mình tận dụng mình mua cái bếp hồng ngoại này là để cho mình có thể xài được bất cứ cái nồi nào mình cũng xài được, mình một đống nồi nè, không lẽ bây giờ mua cái bếp điện từ thì bỏ hết trơn mấy cái nồi này sao cô bác? Mình nói giả sử gì đó, giả sử như nó tiện để mình xài hết đó, thì không cần bếp ga nữa, thì bắt buộc là bây giờ là mình phải bỏ hết mấy cái nồi kia sao
nó giả sử vậy. Thành ra mua thôi, mua cái nào đa năng đi có không. Đa năng, nhưng mà cái bếp điện từ thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn và nó sẽ nóng nhanh hơn, tại vì nó không có hao kìa. Phải cái đáy từ thì nó hấp thụ, nó đâu có hấp thụ ở chỗ thường. Còn cái này thì nó tỏa nhiệt lung tung tùm lum cho nguyên một bản này nè, thì thành ra cái nồi mình để chỗ nào thì nó hưởng được chỗ đó, còn mấy chỗ kia thì nó tỏa không. Ví dụ như nấu một bằng cái bếp điện từ thì 5 phút nó sôi đi, thì cái bếp hồng ngoại này mình nấu khoảng 7 phút nó mới sôi, nó chậm hơn rồi, có chậm hơn tại vì nó tỏa nhiệt ra tùm lum, nó dư thừa kìa, còn kia là nó hấp thu hết. Nó thành ra thằng bếp điện từ kia nó sẽ tiết kiệm điện hơn, nó sẽ an toàn hơn. Còn cái này thì được cái là nó đa năng hơn và bếp điện từ nó sẽ bền hơn. Ví dụ như cái thằng này xài được 7 năm thì bếp điện từ có thể xài được 10 năm, trên lý thuyết là vậy đó nha, nhưng mà nhiều khi hên xui quá, đồ nó muốn hư hư. Nó nhiều đời, ví dụ như ở này thì nó có chế độ sẵn rồi quá, ví dụ như chế độ bình thường nướng lẩu đun nước nấu canh chiên xào tiết kiệm điện rồi vân vân. Nó mình chỉ cần trượt qua đây, trượt nhiệt độ giống như trên điện thoại vậy đó, mình trượt gì là nó giảm, mình trượt gì là nó tăng lên. Nhưng mà cũng có cái loại bếp đó của là mình bấm cái nút này nè là nó tăng nhiệt độ, bấm nút này là nó trừ nhiệt độ, nhưng mà cái bếp này đó thì nó trượt trực tiếp cái này luôn nè đó, toàn bộ này là cảm ứng hết, hoặc là mình hẹn giờ đồ vân vân đó. Còn cái bếp này thì nó cũng bình thường với cái gia khác thôi, sẵn mình chia sẻ qua rồi này còn làm ăn gì nữa, biết nhiêu cái mình chia sẻ nhiêu, mà mình nhiều khi mình nói cái cô bác biết hết trơn. Cái này gọi là nói dư thừa, chắc 100 cô bác thì hết 99 biết rồi, chỉ còn có một hai người không biết là tôi nói nè. Thì hồi sáng mình đã trồng được khoai mì rồi nè, nó hơi héo héo là mấy cây mình mới trồng đó, nhưng mà khoai mì này khó chết lắm, cùng lắm nó rụng lá vài bữa ra nó non rồi. Chiều nay thì mình sẽ trồng mấy cái cây mía này, nhưng mà nhiều chuyện hồi là hết thời gian luôn, mà còn trồng gì nữa, giờ bỏ cái túi này ra cái đó. Cô bác mình tưởng mình quay chơi chơi gì rồi không có lo làm việc nha, nhưng mà thật sự mình quay phim là mình đang làm việc đó, tại vì phim của mình là cái phim nào nó cũng có tiền chứ, cô bác ơi. Cái này nói thiệt, mình quay phim là mình đang kiếm tiền đó, chứ không phải mình làm việc kia mới có tiền nha, mà thật sự làm việc đó thì nó không có tiền, cô bác làm cái gì cào lao nè nó không có tiền, mà cầm cái máy quay phim gì mới có tiền nè. Bởi vì nhiều khi cô bác nói không có lo làm việc, cầm cái máy quay phim mà cái máy quay phim nó mới có tiền. Tại mình làm YouTube mà có phim là có tiền đó, có quảng cáo là có tiền đó, tiền ít tiền nhiều. Rồi chắc là mình khui hàng của bác xem nha, hơi của mình nha. Nó dầm cái gì, đồ mình để ở đây nè, sợ trời mưa bất tử đó, đi trời mưa bất tử đó. Khui của bác coi nha, cái này là sáng ăn đồ chiên, mình là cái gì khô đuối chiên, còn củ lên cá lóc chiên. Khui ở đây tại lần trước đang hát tivi đó, cái mình khui ở lần trước thì sợ dính bản quyền á, bản quyền của đài truyền hình á, mấy cái phim đó là có bản quyền hết đó cô á. Một là bản quyền về hình ảnh, hai là bản quyền về âm thanh, mình dính cái nào cũng khó khăn, chứ thành ra là mình ở trong đây cho nó khuất cái vết vàng nè. À, bây giờ mình kẹp vô cái đùi của mình nha, mình mở cô bác xem, cái này là cái búa, mình khui ở mép trong này để nó không đụng cái búa, bao gồm cái cán và cái lưỡi. Cái này nó đúng là khui hàng luôn đó cô bác ơi, khui hàng chính thức luôn đó. Cái này á mình không phải mua cái búa này là để dùng cô bác, có nghĩa là dùng trong sinh hoạt hàng ngày, không phải, mà cái búa này mình mua là để đem theo đi đi đây đi đó rồi đó, là cái dụng cụ để mà đi phượt này kia, hoặc là đi đi chơi này kia. Cái này là đồ đi chơi chứ không phải đồ làm việc hay cô bác, tại cái này nó mắc tiền lắm cô bác, cái búa này mắc tiền lắm. Cái búa này rất là mắc tiền luôn, búa rất là đẹp ha. Okay. Mà cái búa này nói thiệt đó cô bác, cô bác muốn mua không có đâu mua luôn, mình cũng dạng sưu tầm giữ dần nó được. Cái này là nổ, mà nổ thiệt đó cô bác. Cô bác muốn mua cái búa như gì ha, cô bác nói mình bây giờ đưa khoảng từ 2-3 triệu, 3-4 triệu để mình mua cái búa này cho cô bác, thì
nói thiệt mình cũng không có cách nào mua được cây này nữa. Cái thực cây thứ hai nó mất rồi, tại vì nó hiếm có, không phải dễ. Nó mất rồi ở chỗ đó đây. Búa này là chưa sử dụng luôn nha cô. Cây này là được rèn ở Nhật luôn. Thật sự ở ngoài nó nhỏ, nó gọn mà nó rất là dễ cưng luôn. Nhưng mà vô phim thì mình không biết thật sự quá sẽ nhìn thấy như thế nào. Nhưng mà ở ngoài có thể là mình có thể chấm nó là khoảng 9 điểm về cái mặt hoàn hảo, từ cái cán cho đến cái lưỡi luôn cô ạ. Cái này là cái bảo vệ lưỡi nè. Cô thấy độc đáo chưa? Nói thiệt bây giờ cô ắt mua lại cái búa này mà 2 triệu ha, thì mình cũng không bán. Cái này là sự thật, cái này mình sưu tầm đồ chơi đó. Cô ắt mua lại 2 triệu mình cũng không bán. Cũng giống như cái áo M65 kìa. Áo M65 đó, mình mua đó. Bây giờ cô ắt mua lại 5-6 triệu mình cũng không bán. Bị lớn này mà 1 triệu mấy đó, cô thấy khủng khiếp không? Mà kiếm không có. Bây giờ cô bác mua lại 2 triệu, 3 triệu mình cũng không bán nữa. Tại vì mình mua lại sẽ không bao giờ có cái búa này. May mắn lắm mới mua được một cái như thế này nữa. Mình nói giả sử luôn nè. Mua cũng không có. Nó hiếm lại chỗ đó, giống như vàng với kim cương đó cô bác. Vì nó hiếm nên nó mắc. Ví dụ như vàng mà bây giờ nó đầy đường, giống như là đá hoặc là mấy cái đá hoa cương này kia rồi đó, thì vàng cũng không có ai thèm nữa. Nhưng mà tại vì nó hiếm, nó thuộc loại kim loại quý, bởi vì nó mới mắc. Còn kim cương nó còn quý hơn nữa, nó hiếm hơn nữa, thành ra nó mắc hơn nữa. Cái gì hiếm là nó quý, chứ không phải nhiều khi là nó cũng không có cái ứng dụng thực tiễn. Ví dụ như kim cương mình chỉ làm được những cái đầu của những cái thiết bị mà cao cấp đó cô bác, là tại vì nó cứng dữ lắm, nó sử dụng trên những cái thiết bị cao cấp á. Cái này là nguyên con bên Nhật luôn rồi, không có lai tạp nha, nguyên con. Nhưng mà được cái này là chưa từng sử dụng. Cái này là đem theo, tại vì thật sự ở ngoài nó nhỏ gọn, nó dễ cưng lắm luôn. Nhưng mà không biết vô phim mình không biết làm sao để cho có thấy được cái sự nhỏ gọn của nó, để mình đem ra, để mình lấy cái búa kia của mình vô cho có xem cái búa trẻ củi, để có cái gì đó để mình so sánh mới được. Búa trẻ củi mình rồi đây này, búa hổm bị ấy vô xét rồi, không bị xương vô xét được, để hồi tha nhớt nó mới được. Xương gió bức hỏm, gió giặt hoặc phật bức hỏm bị xét rồi. Đó, cái búa này cũng đã lắm nha. Cái búa này là mình đặt ở ngoài Vĩnh Phúc hay gì, đặt cả tuần á, có nghĩa là mình đặt người ta làm ở cô ác rồi người ta mới ghèn cái búa này cho mình. Chứ cái búa này thì bán sẵn thì không có nha. Này cái búa thì cô ác thấy nó nhỏ xíu gì này. Đó, thấy nó nhỏ xíu ha. Đó, để mình lấy một cái búa thông thường nữa để cô bác có thể so sánh hai nhỏ này sao vô rồi. Tụi nhỏ nè, nó thấy mình đi đâu là nó kéo nguyên một đoàn quân đi theo vậy. Giống như là bảo vệ vậy đó nha. Để mình lấy cái búa thường để cô bác so sánh. Đồ chơi của tới cái búa thường à. Với mình coi cái búa thầu này kia nó giục đâu mất rồi. À, bỏ với cái xuồng rồi đúng rồi. Bỏ với cái xuồng. Hai cái búa này thì tôi sợ sợ. Còn cái búa 3 kg của mình đâu mất thiêu rồi.
thất lạc ở đâu, nhiều khi mình làm ở giường hay gì mình bỏ ngoài giường. Dạ cá nhiều khi lẩn thẩn. Đây, đây là cái búa thông dụng, đây là một cái búa dòm ha. Còn mấy búa nhỏ nhỏ thì trong nhà này mình nhóc chân, nhưng mà mình chỉ lấy những cái búa thông dụng thôi. Có thấy rồi. Rồi, quay cái này không là tối hù à. Có thấy giống như con nó. Nó xíu à. Có thấy nó cái vẻ đẹp của nó. Rồi, rồi cái búa bình thường của mình nè, có. Mấy cái búa bình thường của mình nè, so với nó. Có thấy một trời một vực ha. Thấy nó. Giờ để đây vậy. Bén dữ dằn lắm cô bác ơi. Đưa cái tay vô là biết à. Nhưng mà là con nít thì đừng cho đụng vô nha cô bác. Người lớn mình thì biết. Có nghĩa là mình đụng, mình cạo ngang thì nó không sao nha. Còn mình mà cạo xuôi cái là lại người ta luôn đó. Phải biết thử. Giống như cái lưỡi lam á, cái lưỡi, lưỡi dao bào đó cô á. Để mà cạo râu đó, mình không biết. Mình cứ đè, mình vuốt xuôi tay thử cả là lại người ta luôn á. Mà khi cô bác cạo ngang thì nó đâu có đứt đâu ha. Có người sọt cái tay vô cái lưỡi da bào để cạo râu đó, khỏi cần gắn vô cái gì đó, hồi đó mình cũng cạo gì cũng không sao. Nhưng mà xui cái là mình đưa xui cái là mệt à. Có thấy nè. Đưa nó vô mình mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Bây giờ mình để ngược về đó coi. Cái này thật sự rất là độc đáo luôn của tôi. Rất là xứng đáng với cái đồng tiền luôn. Nó đẹp mà nó nhỏ gọn, thấy cưng lắm kìa. Nó không quá lớn mà không quá nhỏ. Cái cán này cũng rất là vừa dặn cho nó luôn. Nói chung cái này không thể có điểm nào, không biết phải cô bác mà thấy được ở ngoài á. Mới nhiều khi nó vô phim nó không có giống với thực tế của á. Nhiều khi vô phim nó không giống với thực tế. Còn cái cây này cây niêm. Cây niêm có nghĩa là người ta chỉ niêm một đoạn rồi cô á, rồi cái chừng nào mà nó lỏng á, đóng niêm vô khúc nữa, chừng nào lỏng niêm vô khúc nữa, chứ mình đừng có niêm hết nha. Mình niêm hết rồi cái giả bộ xử chỉ vài bữa nó lỏng rồi, cái mình đâu, mình đã cùng rồi, mình đâu có niêm nữa. Nếu mà niêm cho nó vừa cứng bây giờ đi, chứ đừng có đóng cho nó hết cây niêm. Tại vì mấy cái búa cũ này ngày xưa cũng niêm nữa nè, nhưng mà cái kiểu mình làm biến mình lấy cái đinh mình niêm được. Búa ngày xưa nè, kiểu búa xưa đó, so với nó nè, giống như một tiểu thư và một anh nông dân như đó ha. Còn cái này nè, cũng giống như là cái anh chàng thô kệch và một cái anh chàng thư sinh vậy đó ha. Cái này là cái món đồ chơi này mình có thể là đem theo bất cứ khi đi đâu, giả sử gì đó đi hình hương hay gì, dọc đường hay gì đó, có cây cối gì ngã đổ mình có thể chặt được. Nhưng mà cái này thật sự mình sẽ hạn chế xài tới mức tối đa luôn, tại vì cái này chủ yếu là trưng bày đồ chơi, không muốn xài nó uổng à. Kiểu đó gì đó. Đồ chơi, cái này là đồ chơi đó. Đó. Tại vì mình có cây xẻng của Nga, của cái xẻng của Nga và có con dao mèo thì là nó đã đủ bộ để mình bỏ ba lô, mình có thể chặt cây này kia, đào đất hay gì giả sử vậy đó. Rồi nhỏ nó chiếm cái ghế của mình này, để mình lấy cô nó xem nha. Tôi chờ kiệt liệt 50 dịp, rồi cùng cô ấy cho mỗi người. Đây, cái xẻng này là cái xẻng của Nga. Còn con dao này là con dao mèo của cái người mèo á cô á. Con dao này thật sự mới mua về mình cũng rất là ưng ý luôn. Con dao mèo là con dao nổi tiếng rồi. Chắc cô bác nào mà đi phượt này kia thì sẽ biết con dao mèo. Nhưng mà vì nó là cái dạng mà vũ khí nguy hiểm đó,
thành ra là mình không có dám để nguyên gốc của con dao của bác, mình bắt buộc mình phải cắt bớt cái mỏ của nó. Mình cắt bớt cái mỏ của nó rồi, chứ thật sự cái mỏ của nó ha, nó nhọn ra tuốt này này nè, nó lạnh lùng lắm. Nó ra tuốt ngoài này nè cô bác, cô bác thử tưởng tượng nó ra tuốt ngoài này là nó nhọn khủng khiếp đó. Cái lưỡi dao nó ăn thẳng ra đây luôn nè, là nó nhọn kinh khủng khiếp lắm kìa. Nhưng mà mình thấy sợ có lỡ gì công an gặp hay gì, hoặc người ta là có kiểm tra hay gì này kia thì nó sẽ rất là lu bu. Thành ra mình mài nó nhỏ lại cô bác, mình mài cũng rất là kỹ để cho nó có đường nét, nó có cái độ cong á. Có thể mình đây là con dao mèo để mình có thể chặt cây, chặt dây, hoặc là có thể ăn uống này kia, độ gọt rồi cũng được. Cái này là con dao mèo ha, ba món. Còn cái này là cái nó không có cái vỏ của cái này, là không có cái vỏ, mình lấy cái vỏ của cái xẻng dởm kia mình gắn vào đó. Cái này nó còn dữ hơn là cái xẻng của lính Mỹ nữa. Xẻng của lính Mỹ bây giờ là giá khoảng 1,8 triệu cái đó cô bác, xẻng của lính Mỹ, nhưng mà nó gồ ghề quá mình không mua. Mình mua cái xẻng này nè, cái xẻng này nhỏ xíu hả, cái vỏ nào phải vỏ của nó nè, nó không có vỏ của nó dày trâu bò luôn. Một tay là khó làm thật sự, dày dữ lắm nha cô bác, không phải được trời. Cái này là cái mặt bên này có thể chặt được nè, cái mặt bên này có thể cưa được nè, dày dữ lắm nha. Bao cô bác là không bao giờ mà nó díu hay gì đâu. Cái này là mình dặn ra nè, nếu mình thẳng á là nó là cái xẻng, dặn qua chiều nào, dặn qua chiều này ha, dặn thẳng ra là nó là cái xẻng. Thẳng ra nó là cái xẻng nha, nhỏ xíu à, nhỏ là xẻng Mỹ lắm. Xẻng Mỹ thì nó hơi bự, mình có từng đụng vô xẻng Mỹ á, nhưng mà cái đợt đó mình có dịp mình thử rồi, nhưng mà nó không có im nên mình mới thích cái xẻng này. Những cái này thì thật sự đồ sưu tầm thôi chứ khó mua, có con dao mèo thì dễ mua quá, còn hai cái món này thì khó mua nha. Thẳng thì nó là cái xẻng, nó bên này là cái cưa, cái đồ mở đồ hộp, giờ hôm nay có thể mở ốc, còn bên này thì có thể chặt nè, bên này cái lử bên này bén lắm, có thể chặt. Đồ này thì dày lắm cô bác, dày dữ lắm chứ không phải đồ mấy chục ngàn. Giống như cái xẻng giỡn mấy chục ngàn mình có mua để làm giường rồi cô bác ơi, mà mới đây nó hư trơn rồi, không thể nào so được với mấy cái này. Với cái này mất tiền. Cái bộ này đi đôi với mấy cái búa búa đó rồi đó. Còn nếu như mình gấp 90 độ thì nó trở thành cái cuốc, gấp 90 độ thì nó thành cái cuốc nữa. Nói chung cái xẻng này mình rất là ưng ý luôn, cái búa này mình cũng rất là ưng ý luôn, con dao này mình cũng rất là ưng ý luôn. Tại vì con dao này mình đã mài cho nó bén nhất có thể rồi đó, thành ra gọt trái cây hay gì là cũng tuyệt vời luôn. Chứ mình còn một cái bộ dao đa năng kia nữa mà mình bỏ dưới cốp xe rồi, bộ dao đa năng của Mỹ bỏ cốp xe rồi. Mấy cái đồ này là khi mình đi núi đi chơi đó, thường là mình đem mấy này theo để làm đồ chơi á. Khi có cần đào cái gì thì mình đào, khi có chặt cây hay gì thì mình lấy cái này, rồi khi mình có gọt trái cây hay gì thì này, chứ cái này không phải là vũ khí để mình đem theo để tự vệ hay gì hết. Nó xảy ra cái chuyện gì thì nó lu bu lắm. Lu bu, một thằng thì chết, còn thằng ở tù cũng không có vui vẻ gì quá, nó cũng lu bu lắm. Rồi chơi, còn cái này là cái này bỏ đây đi một chút dẹp. Này khui hàng lấy con dao này khui luôn. Mở cái hướng này phải không? Không phải mở hướng này. Mở hướng nào không biết. Cái nắp nó chỗ nào ta? Con tay không biết. Bây giờ chịu khó kẹp vô đi cô bác. Coi cái tình hình đây, mình coi cái nắp nó chỗ nào đó. Cái này là cái loa che nắng cho cái máy ảnh. Hình như là cái hướng này nè cô bác. Cái con dao này để gạch luôn.
Ở đây nó có cái nắp nữa nè, gạch để đứt cái nắp của nó. Con dao này hơi mạnh tay là nó đứt luôn á, tay nó bén lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái cán này không là cũng dễ ý ha, ăn đồng đó. Cái hút nè, cái hút là cái loa che nắng cho cái máy ảnh đó. Của cái ống kính của mình, cái ống kính cũ của mình á là nó thiếu cái này, thành ra mình mua thêm cái này là cái loa che nắng để mình lấy ra có dễ thương tượng. Cái hút mình mở, nó có cái nắp sau và nắp trước, nhưng mà mình mở ra để vô tủ chống ẩm các bác, để cho nó hút ẩm. Mình để nó một cái khu riêng để cho không có cả bất cứ cái nào vô cái nắp và cái đít hết đó, là mình bảo quản của nó. Tại bữa hôm mình có đem ra mình xài á, mình sợ nó bị ẩm thì tối nay có thể là mình sẽ đậy cái nắp này lại. Rồi đây, đây là cái hút, là cái để che cái ống này đây. Ống này bự lắm như của chà bá luôn đó. À, rồi cái chấm của nó đâu, chấm của nó đâu. Dặn vô cái dặn vô vậy thôi ha. Tại vì cái này không phải là cái nắp zin của nó quá, nắp zin của nó rớt mất rồi. Đó, thành ra đáng lẽ là nó theo cái dấu chấm này nè, hai cái dấu chấm nó trùng nhau là mình lắc cái là nó vô, nhưng mà cái này vô dấu chấm mà nó không vô quá thôi, mà nó vô chỗ thường, siết lại cái là xong. Đó, ống là bự luôn. Ống là bự chà bá luôn đó. Để mình zoom lên của bác xem nè. Bác thấy cái ống kính khủng khiếp hả? Cái ống này là cái ống zoom nha, bự lắm, gắn lên cái máy mình là nó như con voi luôn đó. Cái ống này nó mua để chụp chim cò nhưng mà chưa có rảnh chụp đó. Còn cái ống này là cái ống 1755 1750 của Sigma. Bây giờ mình gỡ cái ống nó, gắn cái ống này vô đó của bác xem nha. Cái hút mình mới mua, cái coi nó bự như thế nào. Muốn gỡ cái ống kính ra thì cô sẽ thấy có cái nút ở chỗ này nè ha. Bấm cái nút này ra và mình đẩy đó, là ra. Nhưng mà nhớ để ngang cái máy ảnh hoặc là cúi cái máy ảnh xuống rồi cô, đừng bao giờ mà ngửa lên gì nè, bụi nó vô. Rồi đưa hai cái chấm này vô nhau nè, lắc cái nhạc cái cốc lụm. Cô thấy hết hồn không? Máy ảnh của mình bây giờ là nó khủng khiếp không? Nó hơi dữ dằn. Cái máy này bự lắm rồi bác, nhưng mà vô phim có thể bác thấy cái nhỏ thôi, nhưng mà cái bộ này nó cũng khủng khiếp lắm rồi đó. Để mình nhả xin cái này lên để bác thấy nó bự như thế nào. Nhưng mình lấy cái gì để cô bác so sánh, ví dụ như lấy chiếc đũa này. Để chiếc đũa là cô bác thấy chiếc đũa, cô bác thấy bề lớn rồi, cái ống kính cô bác thấy bề lớn là cô bác biết ống kính rồi. Nó có cái gì để so sánh gì đó. Bự lắm, cái bộ nó bự lắm. Cái này là để chụp tầm xa, người ta gọi là ống tele đó. À, còn cái ống mà chụp cận cảnh á, ta gọi là macro, hay gọi là micro đó, chụp gần á. Còn cái ống này là gọi là cái ống đa dụng, ta gọi là cái ống zoom. Tại vì có thể nó zoom, nó nhả zoom đồ được, mình phóng to lên được.
Còn cái ống thường á thì mình xài là những cái ống như thế này, có nghĩa là mình zoom được, mình zoom lên được cô á, như cái ống này cũng zoom lên được luôn. Còn những cái ống chân dung á thì thường là nó sẽ không có zoom được, nó ở cái tiêu cực cố định của nó. Còn mấy cái này là để chụp chim cò tầm xa, chụp mặt trăng đồ luôn để nó dài dữ. Đó. Nói chung hai cái ống kính này là đủ sử dụng rồi của nó. Nó là chụp gần không được luôn nha, nó là phải chụp xa mới được, nó gần nhất là khoảng 1,5 mét thôi á, chứ mà gần nữa là chụp không có được đâu, tại vì cái ống là ống tầm xa mà. Chụp chim cò này kia rồi đó, xa xa đó mình tiếp cận không được đó, hoặc là vô vườn xã thú hay gì đó cái mình chụp, hoặc là mình quay mấy con hổ hay gì, giả sử nhỏ xa xa đó mình không có lợi gần được, thì những cái ống như thế này, ví dụ như những cái ống thường này thì sẽ không chụp được nữa, tại vì nó chỉ chụp được gần hả. Đó. Còn đổi lại là thằng này nó chụp xa được nhưng mà nó chụp gần không được. Nó có cái lợi hại gì đó, xa được nhưng mà gần không được, còn phải gần được nhưng mà xa không được. Thì mỗi thằng nó có một cái, là nếu mình xài những cái máy ảnh ống kính gời này thì nó có cái hay á, là mình sẽ thay đổi cái tiêu cự, thay đổi ống kính được hết. Ví dụ như mình chụp cái chỗ nào mà tối quá cô á, thì lựa những cái ống kính nào cái khẩu lớn lớn chút xíu là vô chỗ tối á là nó sáng trưng à. Còn những cái ống kính cái khẩu như vậy thì vô chỗ tối nó dở. Còn những cái ống kính như thế này thì nó vô tối nó lại hay. Nhưng mà cái này bên chuyên môn á thì biết, còn mình cố gắng mình giải thích sao mà cho nó thông dụng nhất, nó dễ hiểu nhất. Tại vì ngày xưa mình cũng không biết trời trăng đâu, bây giờ biết chút đỉnh thì mình lấy của mình ngày xưa ra để mình giải thích, chứ mình không có giải thích cái từ chuyên môn tiêu cự ISO này kia thì có hơi khó hiểu. Nói chung mấy cái này là để chụp chim cò mà nó thiếu cái hút à, nhìn thấy nó không có đẹp được đẹp, thành ra mình mua cái hút. Cái hút này là 100 ngàn. Cái ống này không là cái này nè, có cái này không là 100 ngàn nè. Đó. Cái này nè, còn mũ không gì nè là 100 ngàn nè. Đó. Đó. Vô xiết cái là xong, cầm máy ảnh quan trọng là không bao giờ được ngước lên trời, bụi nó vô lúc nào cũng phải cầm ngang hoặc là chúi xuống, không được ngước lên nha, ngước lên người ta kỵ lắm à. Giống như là cầm súng như đó, có cái người không biết mà cầm súng hay gì đó quơ tầm bậy tầm bạ là người ta chửi chết, ta đánh mình luôn á. Ví dụ như cầm cái súng hay gì, ví dụ cầm cái súng gì hay gì cầm dở coi gì, trời ơi là người ta đánh mình chết. Cái súng là thứ nhất là phải nghiêng về phía trước, thứ hai là phải chúi dưới đất, chứ không ai mà cầm cái súng mà quơ lung tung là lại người ta luôn. Lỡ nó cướp cò hay gì, lỡ mà phọt tay vô cái cò hay gì là chết luôn á. Còn cái người không biết thì thọt tay vô cò còn chết lớn nữa, vui vui và bóp luôn rồi chết nữa. Nó nguy hiểm, bởi vì cái gì nó cũng phải qua một cái biết sơ về nó thì mình mới sử dụng nó mới đúng cách được, còn nếu không thì nó cũng khó. Ví dụ như bây giờ cô bác mà sắm một cái máy ảnh như mình ở đây đi, giả sử đi, thì cô bác phải biết chút đỉnh về cái máy ảnh thì cô bác mới nên sắm, còn nếu không thì cô bác xài điện thoại thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này nói thiệt, tại vì cái này nó cần phải có kỹ thuật, mình phải biết chỉnh này kia, chứ nếu không á thì mình chụp cái máy ảnh nó còn xấu hơn cái điện thoại nữa cô bác. Nó xấu, cái này bắt buộc là mình chụp rồi lên máy tính mình chỉnh sửa này kia nữa, chứ không phải như cái điện thoại mình chụp một cái là nó đẹp. Nó áp dụng cái app này kia rồi sẵn rồi cái mình chụp nó đẹp đâu, mà không có. Nhưng mà với cái máy ảnh này thì cái khổ ảnh nó ra rất là lớn và nó đủ màu, thì khi mình rửa này kia thì nó mới có chất lượng. Còn nếu như cái điện thoại này kia mình chụp á, nhưng mà nhiều khi mình rửa nó không có chất lượng được như cái máy ảnh đâu. Mình thấy nó đẹp vậy đó nhưng mà cái điểm ảnh nó không đủ, rồi cái màu của nó không đủ, kích thước nó không đủ, cái gì chứ mình in ra là nó ảo quá, con nó không có đẹp thiệt. Còn muốn đẹp là bắt buộc là mình phải có cái máy ảnh chuyên nghiệp à. Còn cái máy ảnh này thì chỉ dạng rẻ tiền thôi, có chứ chưa có giữ.
Cái giữ thì nó còn cả 100 triệu, 70-80 triệu này kia, còn bộ này của mình phải dặn chơi chơi thôi. Đấy. Thôi vậy thôi. Rồi. Cái này là chủ yếu thằng này nè. Chắc là tối hồi rồi còn làm ăn gì nữa. Rồi. Để sát vô để con mèo nó nhảy lên hay gì là lại người ta luôn. Nếu tính nguyên bộ này mới á, thì cái này chắc cũng khoảng 20-30 triệu. Bộ máy ảnh, hai cái len với cả thân máy. À, mình trở ra mình quay cho cô bác xem ở phía bên ngoài. À, thì đáng lẽ là chiều nay là mình nạp nạp tiếp mấy cái mía, chắc là tối hù luôn cô bác, tới giờ nấu cơm luôn hết làm ăn gì được rồi. Mía cái này là tá xanh nè, mình để tỏ khu này luôn cô bác ơi, chứ không để nó khu này, để tỏ mấy cái khu này cho nó gọn ghẽ. Bên đó thì mình trồng khoai mì này, cái này là mình mới trồng nó héo rồi cô bác, nhưng mà khoai mì này rất dễ lên, mình trồng vài bữa nó rụng lá ha, là bắt đầu nó ra lá mới lại. Còn bên này là mía nè, mía thì mình đã gãi cây sẵn rồi sáng rồi nè, gãi hai cây hai bên nè, thì chừng nữa mình cũng sẽ nẹp y như bên này là mình nẹp mấy cái cây khoai mì vậy nè. À, nẹp gì nè, nẹp hai cây hai bên vậy nè, xa xa cái mình cắm cây trụ lên vậy nè. À, vậy là xong này nè, nhưng mà chiều nay hết kịp rồi. Ừ, mấy cây mía có thể cao dữ dằn ha. À, mấy cây này mà tính từ cái gốc mà lên tới cái đọt là cũng khoảng 3,5 m 4 m đó cô á, nhưng mà vô phim á thì có thể cô á sẽ thấy nó nhỏ thôi, nhưng mà ở ngoài thì nó khác với thực tế. Mình chưa dọn hết mấy cái đống bụi nhùi tùm lum tùm lưa này nữa, nói chung xong hết mấy cái này là chắc cũng cả nửa tháng nữa đó. Nhưng mà mốt bữa kia mình bẹt bận công chuyện nữa rồi. Vô mà chuẩn bị nó cơm được rồi, cái nhỏ nó bư một lỗ chà bá ở đây luôn. Ai nhà này, đồ ăn cho mấy cái nhỏ chút, nấu cho nó ăn cái nè, cái này dẹp mấy cái đống đồ này có thôi xong rồi. Nhả mấy cái này ra dẹp, nói chung cái búa này thật sự nó đẹp quá của ôi, không phải đồ của mình khen chứ cái búa này đẹp quá. Cô bác khi nào gặp ở ngoài cô bác mới thấy cái vẻ đẹp thật sự luôn. Còn nhiều khi mình quay gì cái mình không có cảm nhận được cái vẻ đẹp thực tế của nó, thì giống như là mình nổ banh xác vậy, nhưng mà thật sự cô bác ôi búa đẹp quá. Nhà mình cũng xài biết bao nhiêu búa rồi cô bác, mắc cây này mua cây kia, mắc cây kia mua cây nọ, rồi mình lên mạng mình tìm hiểu này kia rồi thì cũng chưa thấy cái búa nào mà nó đã đến mức độ này. Ngay cả những cái rìu ở nước ngoài người ta cũng có bán nhiều lắm, nhưng mà mình không có ưng ý có cái này nè. Rồi xong vậy đi, giấy tờ kèm theo cái hút này thì mua mới. Dẹp cái máy này của mình rồi, cái nhỏ này chạp cái giò nữa này. Rồi xong, nhà của tớ ở bên ngoài với tôi mua đồ chơi của tớ, ở quên bắt lên nữa, hồi nãy làm cái phim buổi sáng nẹp mấy cái khoai mì xong rồi, đó là mở máy ra. Này cái máy tính hư lên hư xuống tựa lưa hết trơn luôn. Rồi nó đi nhỏ ấy. Mấy cái bộ nguồn mới mua nữa mà. À, vì phim của mình tới đây kết thúc rồi cô bác, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. À, giấc này bắt đầu dọn dẹp và hâm cơm ăn cô bác ơi, và tải cái bộ phim khoai mì lên và tiếp tục rồi mình sẽ xử lý cái bộ phim này mình tải lên nữa. À, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây nha.
Tại vì mình không có thời gian nhiều để xử lý cái phim chính thức đó cô á. Xử lý nó cực quá mà lượt xem cũng ít rồi. Thành ra mình cũng làm biết. Làm nếu ban ngày mình làm mệt rồi cái con đi mình ngủ được. Rồi, về phim của mình tới đây kết thúc. Rất cảm ơn cô á đã xem tới đây. Lót mặt con mèo rồi kìa.